Kính chào các bạn, hôm nay chúng ta lại đứng ở đây ở phía nhà hàng mà ngày hôm qua đã tổ chức cái sự kiện là ra mắt công ty VinFast tại Berlin. Và cũng tại nhà hàng này ngày hôm qua chúng ta đã chứng kiến có khoảng vài chục người Việt Nam từ một số nơi đến, và đặc biệt ở gần đây có khu chợ Đồng Xuân Berlin thì một số người ở khu chợ đó cũng đã đến đây để tham dự vào cái việc ra mắt của công ty VinFast. Buổi ra mắt đã diễn ra gần như được tổ chức khép kín và không được phép truyền thông tự do, không được phép vào để đăng tin, phát hình cho các bạn. Chính vì vậy mà có một số người hỏi tôi rằng tại sao Thời báo .d mà đứng ngoài quay mà không vào trong. Thì tôi xin chia sẻ với các bạn rằng ở Đức thì họ có cái luật rất chặt chẽ về vấn đề đưa tin, bởi vì đó là một cái Kreisloch, tức là một cái nơi mà tổ chức một cái sự kiện do một cái nơi người ta thuê tư nhân, và họ nếu họ muốn thì họ có thể mời, và họ không muốn thì họ không mời. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi không để vào được và xin chia sẻ với các bạn như vậy. Và khi họ không mời tức là không có thông tin. Và bản thân tôi khi sự kiện xảy ra vào ngày hôm qua, tôi cũng đã đến để nói chuyện với cả cái người quản lý ở nhà hàng này để xin phép vào quay chụp hình cũng như là phỏng vấn những cái người tham gia về cái việc ra mắt xe VinFast tại Đức và Berlin này. Thì chúng tôi cũng bị từ chối vì họ nói rằng những cái người ở phía trong kia là cái người mà đang dự ở trong kia, họ sợ, họ nói rằng họ sợ thông tin lan ra ngoài. Thế này, cái điều đặc biệt là tại sao một công ty VinFast, công ty tỷ đô của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra mắt mà lại tổ chức ở một chỗ tồi tàn, sập sệ, gần như là một cái đống rác rất lớn như ở đây và rất rẻ tiền như vậy, rồi cuối cùng lại là từ chối không cho truyền thông vào để đăng tin, phỏng vấn, quay để phát hình và thông báo cho người Việt Nam trong và ngoài nước biết là cái thông tin về sản phẩm của công ty VinFast ra mắt ở đây. Thì đấy là câu hỏi đặt ra rất lớn. Vậy chúng tôi xin trả lời rằng vì sao mà chúng tôi không thể vào trong này để có thể đăng tin cho các bạn, mà chúng tôi phải dùng sử dụng một số cái hình ảnh mà được truyền tải để phục vụ các bạn về cái việc mà ra mắt xe ô tô VinFast được quay ở phòng trong hội nghị. Cái điều thứ hai hiện nay cũng đang rất nhiều người thắc mắc, mà một cái nguồn tin mà chúng tôi nhận được thì cái việc mà ô tô VinFast này ra mắt đã được phía VinFast, họ nói rằng VinFast chuẩn bị một kinh phí tới 120.000 euro thưa các bạn, tức là nó cỡ khoảng 3 tỷ đồng Việt Nam để ra mắt cái buổi ngày hôm qua chủ nhật. Thế nhưng mà không hiểu tại sao ngày hôm qua thì chúng tôi chỉ đếm được khoảng vài chục người, cũng không có đại sứ Việt Nam tại Đức cũng không đến dự, rồi rất nhiều cơ quan báo chí của nhà nước Việt Nam như thông tấn xã cũng không đến dự, và chỉ có một số người mà chúng tôi quen mặt ở khu chợ Đồng Xuân đến dự mà thôi. Thế thì tại sao với kinh phí mà như được duyệt, họ nói rằng 120.000 euro, thì lại tổ chức ở một cái khu vực rất sập sệ này? Và nếu mà tôi đếm ra hoặc một số người ở trong đó đi dự nói riêng với tôi rằng đến đó thì chỉ uống nước khoáng thôi, cà phê rất đơn giản, chẳng có gì cả, không ăn gì cả, họ rất đói, họ phải ra về. Và toàn bộ cái chi phí để mà tổ chức cái sự kiện này thì họ tính toán là tầm bữa khoảng, họ nói với tôi rằng khoảng 2.000 euro là hết. 2.000 euro. Mà thậm chí là một số người trong nhà hàng còn nói với tôi rằng là cái ban tổ chức ngày hôm qua của ông Phạm Nhật Vượng ở đây, họ tổ chức, họ còn xin nhà hàng, xin cái khu vực này là không phải mở trả tiền phí thuê nhà hàng. Với cái phí đấy rất đắt thưa các bạn. Nếu mà các bạn tổ chức một cái buổi như vậy mà thuê nhà hàng hoặc là một cái địa điểm như vậy đầy đủ ấm áp, lò sưởi rồi là phương tiện phục vụ thì phải mất ít nhất là 5 đến 7.000 euro. Thế nhưng mà họ cũng phải xin và họ bảo không có tiền. Nhưng mà tại sao cái thông tin nói rằng là công ty VinFast chuẩn bị 120.000 euro rồi mà lại không có tiền, mà chỉ chi tổng cộng có khoảng 2.000 euro thôi. Thế như vậy là 118.000 euro đó đã đi đâu? Thì đây là cái câu hỏi đặt ra mà ông Phạm Nhật Vượng chắc chắn trong thời gian tới phải tìm hiểu. Hoặc là ông cái thông tin đưa ra đó là không có. Hoặc là những cái người ban tổ chức này từ trên xuống dưới, từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất đã lần lượt xa xẻo và ăn bớt cái tiền này, mà cuối cùng đến khi mà tổ chức nó chỉ còn có 2.000 euro thôi, từ 120.000 mà còn có 2.000, mất 118.000 euro.
Thì cái việc này là cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi vì như các bạn cũng đã biết, ở Việt Nam ấy, thì thường xuyên xảy ra những cái chuyện là quan chức các cấp tham nhũng, rồi hối lộ, rồi các nhân viên của các công ty tìm mọi cách để có thể ăn cắp tiền của công ty, cũng như là họ bớt. Thì cái chuyện mà 120.000 euro là khá là to ở Đức, mà nếu mà họ ăn bớt được thì họ vẫn ăn bớt thôi. Thì còn có 2.000 euro để họ tổ chức cái buổi gọi là buổi ra mắt, rất là cái khu vực mà gọi là toàn thùng rác, bãi rác, rồi cái khu nhà sập sệ như ổ chuột thế này, thì 2.000 euro còn là nhiều. Bởi vì những người đến là chỉ có uống thôi. Có nhiều người bảo tôi đói sôi cả bụng, nhưng mà có được ăn đâu, không được ăn, bởi vì họ bớt cả, không thấy cả chương trình. Thường ra mắt ô tô hoặc là giới thiệu ô tô thì nó phải có màn hình chiếu xe ô tô, thế nhưng mà họ cũng không có. Thậm chí là có những cái hình ảnh băng rôn ở đây họ cũng bớt nốt. Chứ chính vì vậy mà hôm qua khi mà tôi đăng cái thông tin này lên ý, thì nhiều người bảo tại sao xe VinFast tổ chức ra mắt xe ô tô như vậy mà chỉ có một cái thông báo bằng tiếng Việt đăng lên thôi, rồi chia sẻ rồi các nơi mà lại và mời đích danh, chứ không hề có băng rôn khẩu hiệu hoặc là cái thông tin là ở đây ra mắt công ty VinFast, công ty của công tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Không có băng rôn. Thì họ tưởng rằng tôi đăng là không đúng chỗ, nhưng không phải như vậy thưa các bạn. Bởi vì có thể là cái số tiền đó ông Phạm Nhật Vượng đã chuẩn bị rồi, 120.000 euro rồi, thế nhưng mà bị ăn bớt mất. Thế thành ra là cũng còn không có băng rôn đằng trước đằng sau, rồi đường dẫn lên không có luôn. Thế thành mọi người cứ tưởng rằng đây không phải, nhưng mà thực tế là được tổ chức ở trong này, và ở một cái hình thức là rất là đơn giản. Và nếu mà chúng tôi không đăng tin ngày hôm qua thì thậm chí có thể báo chí Việt Nam rồi là công ty VinFast có thể đưa hình ảnh ở bên trong, một số hình ảnh chụp bên trong với mấy ông Tây để đưa lên rằng là chúng tôi tổ chức thành công, nhiều người đến dự, thậm chí là họ phỏng vấn nhiều người muốn mua. Đây cũng là có thể là một cái cách mà ông Phạm Nhật Vượng vẫn thường xuyên làm, giống như một số cái công ty khác như ông Quyết ở nhà cũng hay làm, để huy động vốn để bán cổ phần cho những cái người nhẹ dạ cả tin không biết, đưa tiền cho ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục kinh doanh. Bởi vì các bạn cũng đã biết rồi, trong thời gian vừa qua ấy, thì ông ta đã kinh doanh nhưng mà thua lỗ liên tục về ô tô. Ông ta thuê chuyên gia của Đức, của một số nước Mỹ, nhưng mà chỉ được vài tháng thì họ bỏ, họ chạy. Bởi vì sao? Họ biết cái nội tình ở trong công ty VinFast này rất là rắc rối, rất là phiền phức, và thậm chí gặp phải những chuyện mà có thể dẫn đến lừa đảo. Thế họ không muốn là cái uy tín của họ bị mất đi vì một công ty không tên tuổi như ở Việt Nam, vì một cái nền công nghiệp của Việt Nam gần như không có gì cả, đều đi nhập của các nước từ Trung Quốc, từ các nước khác về để bắt, để vặn, để trở thành một cái xe Liên Hợp Quốc. Nhiều người nói là đây xe Liên Hợp Quốc, bởi vì có thể là cái phần máy móc là canh mua của hãng Opel, của BMW, nhưng mà lấy là máy móc đời cũ rồi, Euro 4, tức là ở đây cấm từ lâu rồi. Thế nhưng mà cái vỏ thì ông đóng dập lại thành hình khác, và cuối cùng là bán với giá rất cao, và cuối cùng không bán được nữa thì ông phải tuyên bố là dừng sản xuất chỉ trong vòng chưa được 2 năm. Và tất cả những người mua như vậy là cả một cái tài sản của họ nhiều tỷ đồng thành một đống sắt vụn, mà không ai bảo hành tiếp, bảo trì tiếp, không ai nâng cấp tiếp, thì thành một cái xe đồ cổ, và không ai muốn như vậy. Thì phải chăng rằng cái việc mà tổ chức như vậy là nó cũng có cái khúc mắc phía sau để họ huy động tiền, huy động vốn để họ IPO, tức là vay tiền ở bên Mỹ chẳng hạn, tìm các nhà đầu tư bên Mỹ vài tỷ đô nữa, mà đầu tư không phải đầu tư cho ô tô, mà chỉ lấy tiền, có thể là công ty VinFast chỉ lấy tiền để tiếp tục trả cái nợ cũ, tức là cứ lấy tiền của người sau trả cho người trước, thì chẳng khác gì đa cấp, chẳng khác gì những cái chuyện mà hiện nay ở Việt Nam đang xảy ra. Và ông Phạm Nhật Vượng khả năng là bị nằm trong đó. Và tiện đây cũng liền tiết lộ luôn với các bạn cái thông tin là chúng tôi có quan hệ rất tốt với cả những cái lãnh đạo cấp cao của rất nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam. Thì họ cũng tiết lộ với chúng tôi rằng là riêng công ty VinFast thì chúng tôi phải tổ chức cả một bộ phận riêng để theo dõi cho vay và cho mượn rồi nợ. Bởi vì ông công ty này nợ rất nhiều, mà công ty VinFast nợ rất nhiều đến mức mà không thể sập được. Bởi vì nếu công ty VinFast mà sập thì gọi là tập đoàn VinGroup sập, thì như vậy là nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ sập theo. Bởi vì ông người ta vay quá nhiều mà sản xuất ra thì cứ lỗ hàng tỷ đô la. Bản thân cái công bố của thông cáo báo chí của VinFast cũng đã nói rồi là họ thời gian kinh doanh vừa qua họ lỗ hơn 1 tỷ. Thế thì tiền đâu ra? Tiền chỉ có thể phải là đi vay thôi, là đi vay, đi mượn và tìm mọi cách. Và đây cũng có thể là một cách mà họ làm. Và rồi sớm muộn, cũng có nguồn thông tin nói rằng là sớm muộn thì ông Phạm Nhật Vượng là công ty VinFast có thể ông ta cũng sẽ bị bắt hoặc là có mối liên hệ liên quan đến vấn đề pháp lý vì đã làm những cái việc mà trái pháp luật. Thì đấy là những cái thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ.
Và cũng có một số cái thông tin khác ở trong tiệm này, người ta nói ra với tôi rằng là lần sau họ sẽ không nhận những cái tiệc hoặc là những cái thông tin ở những cái quảng bá của công ty VinFast nữa, bởi vì là họ thấy rất nguy hiểm ở chỗ là công ty này nói là tỷ phú của ông Phạm Nhật Vượng, nhưng mà tổ chức ở trong này cũng phải xin họ cái tiền mặt bằng, tức là không phải trả tiền thuê mấy nghìn, chỉ có uống nước thôi. Và những cái người họ đến từ rất xa, từ những cái nơi mà cách đây vài trăm cây số ở nước Đức, thậm chí ở châu Âu, họ đến đây họ dự thì họ cũng rất ngạc nhiên, đưa họ đi qua một cái đống thùng rác như thế này, mùi thối bốc lên nồng nặc ở đây, và cuối cùng là vào là chỉ uống nước khoáng, nước trắng thôi, và cốc cà phê, ngồi một lúc cho họ chụp ảnh quay phim, thế rồi về không có gì cả. Và ông chẳng thấy cô tô nào đây trưng bày cả, ông trắng ra băng rôn khẩu hiệu ở ngoài, bởi vì có khả năng là địa vị ăn bớt hết rồi. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ với các bạn, là tại sao mà công ty VinFast tổ chức ra mắt sự kiện ô tô mà không có băng rôn khẩu hiệu, cũng như số tiền đưa ra dự kiến có thể đến 120.000 euro, nhưng mới cùng tổ chức chỉ hết có 2.000 euro, khoảng như thế thôi. Đây là cái thông tin mà những cái người dự người ta nói riêng với tôi như vậy, bởi vì đến chỉ uống nước rồi về không ăn uống gì cả. Đấy, họ rất là bực bội, khó chịu với công ty này. Vậy cái số tiền 118.000 đó đi đâu, thì cái việc này ông Phạm Nhật Vượng phải điều tra xem xét, không để mất uy tín như vậy trong cái thời gian sắp tới, nếu ông muốn tiếp tục bán hàng mà quảng cáo hàng của ông tại Đức và châu Âu. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Lê Trung Khoa, Thời báo .d từ Cộng hòa Liên bang Đức, và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật và thường xuyên phục vụ các bạn những cái bản tin mới nhất, trung thực nhất, ngay tại hiện trường, để các bạn biết được thực tế tại Việt Nam, tại Đức và châu Âu cũng như thế giới. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.